Dạ, lời đầu video cho em xin được gửi lời chào toàn đến toàn thể mọi người ạ. Vâng, đây. Vâng, dạ đây thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu những cái mặt hàng trên ạ. Dạ, em sẽ giới thiệu lần lượt theo thứ tự đây. Mọi người quan tâm đến mặt hàng nào thì có thể tua nhanh đến để theo dõi ạ. Dạ. Vâng, còn để đặt hàng thì xin liên hệ với em theo hai cái số điện thoại ở trên cái tên của cái video đây ạ. Dạ. Vâng, còn về phần thanh toán thì đối đơn hàng nào mà chuyển khoản trước ấy, thì em sẽ bao phí ship ạ. Còn đơn hàng mà mình ship code ấy, thì mà không bao ship ạ. Vâng, rồi xin được đi vào chi tiết ạ. Và giờ đây mã 1 thì là một dây cọng dây điện, sợi dây điện nguồn ạ. Dây này thì của mặc veo đây. Đó. Đây, công suất của nó là dòng 15 A, 125 V. Ở dây này thì là dây ba ruột ạ. Đó. Đầu dây em cắt ra rồi đây, còn ok. Xem bóng. Đó, dây này có chiều dài là 7,5 m, 7,5 m, 15 A. Rồi. Ở mã 1 đây là giá là 180 ạ. Dây mã 2, dây mã 2 cũng dây 3 ruột luôn ạ. Đây đầu dây. Ok. Và dây mã 2 cũng dây mạc veo luôn, 15 A. Và mã 2 là chiều dài của nó là 8 m. 8 m 15 A. Đây. Thì mã 2 thì 190. Đây là mã 3. Ở mã 3 thì là ba cây tô vít nò xo. Đây. Cây này cái tô vít cái thân của nó là thân nò xo. Mình có thể uốn cong đi được. Đây. Đó. Cây này thì cũng hô gian này, đây có chữ gia ban trên này. Đây cây này có chữ gia ban trên đây. Đây cái chữ trên đây thì nó mờ. Cái này SK11. Đó, cũng ra ba. Ba cây này thì là có hai mũi dấu cộng và một mũi dấu trừ. Đây, mũi dấu cộng là PH1, PH2 và trừ là trừ 5. Trừ bề ngang này nó 5 ly. Đó. Đó, mũi dấu trừ. Thì mũi PH1. Và mũi PH2. À, như ba cây này thì nó cái chiều dài của nó đây là 22 cm. Tổng dài 22 cm. Ở đây là mã 3. Mã 3 này là giá 200. Đây mã 4. Mã 4 thì ba cây tu vít chui đóng KTC. KTC. Đó, ba cây tu vít chui đóng mũi ba mũi dấu cộng cả PH1, PH2 và PH3. Đây mũi PH1. PH2. Okay. PH3 đây. Ba cây này thì chiều dài nó 15, 16, 16, 20, 20,5 nữa. Này 27. Ba cây này nó cán nhựa, cán bằng nhựa cứng trong. Còn đây mã 4 nữa. Còn này mã 4 giá là 220. Đây ba cây này thì nó có 5 châm. Đây đầu có 5 châm. Okay.
Cây này mã 5. Đây mã 5 thì là một cây tu vít đóng, cô vít chui đóng của Vietcell luôn. Cây này Vietcell này. Đó, cây này thì cái mũi này nó là mũi PS2. Mũi gần rất là mới PS2 và thân này nó 6 ly. Như loại này thì là nó đóng là cái thân này nó xoay được. Mình đóng xuống này là cái thân này nó xoay vặn ra. Nó chỉ xoay được cái một chiều ra thôi. Như thông tin trên thông tin của nó là mình đóng xuống là cái thân này nó xoay được là một góc là 15 độ đó. Xoay mở ra được góc 15 độ. Đây là Vietcell. Nó chui đóng. Cái mũi cây này nó dài 15. Và chiều dài đây nó là 26. Giờ mã 5. Đây mã 5 là 100 ạ. Mã 5 có 500 nữa. Ở đây mã 6. Mã 6 thì một cây tô vít của ông Brown. Cây này Brown này, cây dấu cộng này, mũi Made in Japan. Đây là mũi cộng 2. Chiều dài mũi của nó là 250 mini. Cây này cái thân này nó 6 ly, mũi cộng 2. Đây. Mũi rất là đẹp. Ok. Nó đây chiều dài mũi nó là 25. Còn chiều dài tổng đây thì nó là 34. 34 35 ạ. Nhờ 500 nữa. Ok. Ok này mã 6 á. Đây mã 6 là 100. Ở đây mã 7. Mã 7 thì một cây tôi viết của Vietcell. Đây, cây này thì tôi viết cách điện. Rồi cây này thì cái mũi nó dài đây. Cây này thì mũi rất là dài, chiều dài mũi của nó là 40. Mũi dài đây 40, còn dài tổng đây 51. 51 cm. Và như cây này thì nó có ở giữa đây thì nó có một cái tay cầm ấy, nó có thể quay được. Đây mình có thể cầm đây vặn giữa đấy. Cái này thì đầu mũi là PS2. Mũi PS2. Okay. 500 nữa. Ok. Ở cái này thì là mã 7. Cái mã 7 170 ạ. Mã 8 nè. Mã 8 thì là một cặp kìm mở phe. Một cây mở phe trong, cây phe ngoài. Cây này mở phe ngoài là cây này của KTC. Đây, KTC. Và cây này mở phe trong là cây của Fujiya. Rồi, Fujiya. Đó, cây 18 cm, cây này. Đó, cây này dài cũng 18 gần 19. Ok. Rồi đầu mũi còn đẹp này. Rồi, như cây mở phe ngoài này thì cái đầu ở đây đường kính nó là 1.8 ạ. Đó, cái đầu mũi đây ni 8. Còn cây mở phe trong đây thì nó nhỏ hơn. Còn cái này là ly
ly 2 ạ. Rồi cái này muối ni 2. Và cặp này mã 8. Mã 8 này 201 ạ. Ở đây mã 9 thì là một cây kìm cộng lực mini của MCC. MCC Japan, cái này có quay gài đây. Còn khá là mới. Loại này thì là chiều dài của nó là 21 cm. Nó cắt như em là cắt được cái dây thép B40 dây 3 ly này. Dây này 3 ly là cắt ok. Ok, lưỡi còn đẹp không có sứt mẻ gì ạ. Và cây mã 9 đó. Mã 9 này 140. Mã 10. Mã 10 thì là một cây kìm bấm cốt của ông Lotter. Cái này kìm bấm cốt Notter này. Này Notter AK17A. Đây, AK17A Made in Japan. Okay, cái vỏ thì nó bị sứt miếng đây. Cái này thì nó bị ở bên ngoài thôi. Gãy ra chưa thấy rách rồi. Không, chưa thấy rách hẳn đâu. Và chiều dài của nó là 28,5 28,5. Rồi, chức năng còn đầy đủ, hoạt động tốt ạ. Đây. Miệng nó còn đẹp, không có sứt mẻ luôn. Đây các đầu bấm cốt của nó, như cái đầu nhỏ nó là 1.6 1.6 nhân với 2. Còn trên đây thì nó ghi chữ nhỏ, trung bình, lớn. Đây là mã 10. Thì mã 10 là 250 ạ. Mã 11 là cái kìm tuốt dây điện. Kìm tuốt dây điện lưỡi thì bản C. Lưỡi bản C, các lỗ tuốt của nó 0.9, 1.25, 2. 3.5 và 5.5 ạ. Ok. Đó, cái này tuốt dây ok, em có test thử rồi, ok, hoạt động tốt. Ok, hoạt động tốt, nó so lại đó. Đó. Đây là của Vietcell này. Rồi mã 11 ạ, 11-230 ạ. Và mã 12. 12 thì là một cái tay cưa của ông sâu mắc ạ. Tay đại thì còn mới đây. Nhưng sơn còn đẹp nữa. Cái này thì là cái tay cưa sắt. Mình cây này thì em không có lưỡi. Đây thì mình bỏ lưỡi vào đây, bỏ lưỡi cưa sắt vào đây kẹp lại. Rồi như cái tay này thì nó bằng nhôm. Toàn bộ cái phần màu xanh này nó bằng nhôm hết ạ. Thì Made in Japan. Đây cây này nó dài đây là 21,5. Còn cái lưỡi cưa thì mình có thể đút xuyên thông qua cái lỗ đây được. Đây mã 12. 12 là 120 ạ. Và 13 thì là một cái cảo để nở, mở lọc dầu, lọc nhớt ấy. Mở lọc của xe ô tô, xe hơi ấy. Cái này là của 3bit. 3bit. Đây, KW300 Japan. Cái này thì mình cứ theo cái chiều dấu cộng này mà, là cái vòng này nó khóa lại. Mình kéo theo chiều dấu cộng là cái vòng này nó khóa, nó ôm lại cái lọc ạ.
Đây thì nó còn răng, cái răng của nó. Ok. Và như cái loại này thì nó mở được cái lọc có đường kính là từ 95 đến 115 mini ạ. Từ 95 đến 115 mini. Gần đây mã 13. 13 thì hay 120 luôn. Còn đây mã 14 đó. Ở mã 14 thì em hai cây cà lê tự động. Rồi, hai cây này là của KTC. Kyoto Tool. À, bên này thì ra ban này, chữ ra ban. Hai cây này còn rất là mới luôn đó. À, sáng bóng. À. Rồi, hai cây này thì là đầu là của nó là một cây 12. Đầu này 12, đầu này 17 ạ. Đây đầu 17, 12. Và như loại này thì nó mình mở. Vặn đây là nó tự động nó nhả lại. Nó vặn vào này quay ngược ra. Cái miệng này thì cái miệng này nó mở ra. Đây vặn này. Đó, mở ra rồi. Đó. Muốn vặn ngược lại thì lật cái mặt này lại, vặn sang bên đây, ok. Đó. Đấy, cây 17. Đó, đó, ok. Mà. Và hai cây này thì chiều dài là cây 17 thì đây nó dài 18,5, cây 12 đây nó dài 14. À, hai cây này mã 14 đó. Mã 14 này 200. Và mã 15. 15 thì hai cây cà lê của hàng tốt. Hai cây cà lê miệng, một đầu vòng, một đầu tròng, một đầu típ này. Hai cây này thì là của tốt. Tốt, một cây 17, một cây và một cây 19 ạ. Tốt, ra ban. Đó. Miệng ok. Đó. Và như cặp này là mã 15. Mã 15 này 109 ạ. Ok. Và đây mã 16. 16 thêm bộ cờ lê miệng của Sanki ạ. Bộ này thì có 6 cây. Sanki, Sanki Zosit 5,5, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 13, 12, 14 và 17, 19. À, bộ này các số 5,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19. Đó. Có 6 cây. Yeah. À, còn rất là mới đẹp. Miệng. Ừ, bộ này đây mã 16 á. 16 160 nữa. Rồi 17 thì là bộ khóa vòng, bộ cà lê vòng. Cái này. Bộ này thì của Tony. Đó, cây này thì là 8 8 9 10 12 11, 13,
11, 13, 14, 17, 19, 21 và 22, 24. Đó, đây 89. Cây này thì nó dính nhít mực rồi đây, dính sơn mực. Đó, vòng cũng còn đẹp. Ok. Rồi, các cái số là 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24. Vòng ok. Một. Đồng bộ này là cũng có 6 cây. Mã 17 ạ. Mã 17 là 400. Đây mã 18 thêm cây mỏ lết. 18 mỏ lết Sanki 250 mini Sanki. Nhỏ dấu rít để ra ban này. Cây này thì còn mới tinh luôn. Rồi, miệng còn mới tinh. Ok. Là không có bị rơ nát này. Đây. Cái này thì nó miệng mở là 3 cm. Mã 18. 18 107 ạ. Rồi 19. 19 thì cây 300 mini của Lotter. Cái này cũng còn rất là mới. Lotter Zip Japan. Ok. Đây, cái miệng còn rất là đẹp. Khi ở trong đây chưa có vết gì ạ. À, không có rơ nát. Ok. Cái này thì nó mở đây là 3,5. Mã 19. 19 này giá là 230. Đây cây 20. 20 thì một cây cần nắc của Tony. Tony Japan. Ok, này thì cái đầu của nó là đầu 3/8 á, 9,5 mini á, bi này tốt này. Ok. Đây cũng không có nặng. Đây. Còn cây này thì nó dài đây là 19. Đó. Ok. Rồi đây mã 20 ạ. 20 này 140 ạ. Rồi 21 thì cây cũng cây cần nắc của Tôn luôn. Đây, Tôn này. Cây này thì đầu 12,7 mini ấy. Đầu 1/2 ạ. Cây này còn rất là mới luôn. Một. Rồi, cũng không có rơ. Ok. Đây chiều dài nó là 27 cm. Mã 10, mã 21. 21 230. Rồi đây mã 22. là một đây thì 22 một cặp cảo chữ C của ông super. Cái này thì nó mở 50 mini ạ. Nó mở là 5 này.
Ok. Để mở lớn là 5 cm đó. Rồi ra van. Okay. Rồi, cái này thì cái sơn nó dính đây thôi. Ok. Rồi, cặp này thì là mã 22 ạ. 22 150 ạ. Cặp 23. 23 thì một cặp cuồng tốt, cũng cả 50 mini luôn. 50 mini. Tốt. Tốt, bây giờ bàn cây này thì nó bị dính sơn rồi. Okay. Ở đây cặp mã 23, 23 150 luôn. 24 thì là một cây búa bi. Búa đầu bi này. Cây búa này thì nó KTC. Búa KTC. Búa bi cán sắt, đó, cán sắt. Đây ra bàn. Okay. Đó, đây là logo của nó bi KTC này. Đầu bi tròn đẹp đó, bay mặt đóng của nó. Ok. Và cây này thì cân nặng có 750 g ạ. Đó. Để mã 24, 24 150. Ok. 25 là cây búa đốc diêu. Cây búa tạ đốc diêu. Made in Japan. Cây này thì cái đầu búa của nó là một kim mốt. Đầu búa kim mốt. Kim mốt đây mặt đóng này. Ok. Cái mặt đây thì nó vẫn còn cái vân tròn tròn này. Vân nó xoáy tròn tròn đây. Cây búa cán sắt này, cán sắt đó. Sau thì có một cái nỗ xỏ quai, xỏ dây được. Cân nặng là 1,2 kg cả cán. Đó, cân nặng cả 1,2 kg. Giá mã 25 là 201. Tay nắm còn đẹp. Và mã 26. 26 thì một cặp búa đồng tiền. Đây, cặp búa đồng tiền này. Còn cặp này thì cái đầu búa nó dọc theo cán này. Đây, nó dẹp đây, đây thì nó dọc theo cán. Thường thì cái loại búa này thì cái đầu dọc ấy, nó nằm ngang, xoay ngang là vậy. Hai cây này nó dọc theo. Cây này thì nó cao 11. Cây này cao 12. Đây đường kính nó là 38 ly. Đây 33 ly. Cặp này thì cân nặng của nó đây. Cây nhỏ thì 360 g, cây lớn thì là 540 g, hai cây là 900 g ạ. Mã 26, 26 190 ạ. Đây mã 27 ạ. 27 thì cái thùng đồ nghề. Vâng, thùng này thì của Ring Star. Đây bên trong này.
Ok, này thì nó có một cái vách ngăn ở đây. Đây. Đó. Mình ngăn lại có thể hoặc tháo rời ra được ạ. Đó, cái này có thể tháo rời ra được. Gắn vặn, gắn lại đây thành một cái hộp nhỏ đây. Ok. À, cái này dính bẩn đấy. Còn đây thì là mã 27. Chiều dài của nó là 41, rộng thì 15. Còn cái đỉnh này thì nó cao là 10 cm. Nó cần nặng là 1,5 kg. Còn mã 27 là 230. Còn đây 28. 28 cái thùng nắp bằng Tozo. Cái thùng này thì nó bị chóc sơn. Mặt nó bị chóc sơn này. Okay. Rồi, bên trong. Ok. Một. Vâng, đây thùng đầu mã 28. Chiều dài của nó là 37, rộng 21 ạ. Cân nặng chiều cao của nó là 8,5 cm. Và cân nặng đây của nó là 1,5 kg. Đây, mã 28 là 220. 29. Vâng, 29 đấy. 29 thùng nắp bằng quay sách bên trên. Đây là thùng Tozo. Ok, rất là đẹp. Cái bên trong của nó. Ok. Ở chỗ này thì nó bị chóc sơn ố xíu đấy. Đây mã 29. Nó dài 42, rộng 21 và cao là 11 cm. Cân nặng 1,9 kg. Cái mã 29 là 320 ạ. Còn đây mã 30. Đó, 30 thùng đầu nghề có khay bên trong. Đây khay bên trong. Ở trong này thì cái chỗ đây thì em làm sạch sẽ đây. Trên. Sơn chống rỉ sẽ. Để đây khóa của nó. Thùng này thì nó dài là 44,5,
rộng thì là 18 và cao là 15 ạ. Đây là cân nặng là 3,7 kg. Ở đây mã 30 là 380 ạ. 30. Và đây mã 31 đồng Tozo. Đồng Tozo 2 tầng ạ. Ở đây bên trong của nó. Okay. Cái thùng này thì nó dài là 35, cao thì là hai, rộng là 22 và cao thì là 17 cm. Cân nặng nó 3,7 kg ạ. Và mã 31 là 450. 31. Và đấy, xin được kết thúc ở đây ạ. Xin được cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.